Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện tại ở chỗ mình đó các bạn, mưa lớn quá các bạn ơi. Dông gió giật cây bàn các bạn thấy không? Gió chưa muốn lật cây bàn luôn các bạn. Các bạn chỗ bảng hiệu của công ty mình đó các bạn thấy không? Mưa lớn kinh khủng luôn các bạn ơi. Hai cái cửa ở chỗ công ty mình này các bạn. Đây cửa cuốn này. Hiện tại gió tạt vô quá mà không dám bấm xuống các bạn ơi. Tại nó tung cái cửa luôn các bạn. Mưa quá lớn. Nước tràn vô bên hông này các bạn. Gió quá trời gió luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không? Không có một bóng xe Honda nào chạy luôn các bạn. Gió quá lớn. Cái mưa này lớn kinh khủng luôn các bạn ơi. Nhưng mà các bạn biết sao, thà mưa lớn cỡ nào lớn cũng sao trên các bạn, mà dòng gió giật thì này các bạn rất là nguy hiểm các bạn ơi. Gió quá gió. Mưa quá lớn các bạn ơi. Đó các bạn thấy gió giật này. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Rất là nguy hiểm như các bạn. Trời mưa lớn như này các bạn. Các bạn nên tìm chỗ trú mưa. Các bạn đừng có chạy xe máy Honda rồi đó, hai bánh đó, ra ngoài đường rất là nguy hiểm. Tại vì dòng gió chỗ này mà chạy ngoài đường nguy hiểm lắm nha các bạn. Mình cũng xin dừng video đây cho các bạn để mình đại diện đồ đạc rồi các bạn ơi. Mưa dột vô quá rồi, đạn vô quá.